Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 30 năm phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam, meeting hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống HIV/AIDS. Tổng kết dự án tăng cường khả năng độc lập và trao quyền kinh tế cho thanh niên, phụ nữ. Từ năm 2019, thành phố Lai Châu đã triển khai đề án xây dựng đô thị thông minh với 8 tính năng chính. Đến nay đã hoàn thiện 6 tính năng. Thành phố tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức để đô thị thông minh chính thức đi vào hoạt động và mang lại hiệu quả tối ưu. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Phấn đấu đến giữa thế kỷ thứ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 1 tháng 12 1920, mùng 1 tháng 12 2020 là dịp để chúng ta ôn lại, tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Tuyên truyền giáo dục cán bộ chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học tập rèn luyện theo tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí, nêu cao ý chí tự lực tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, đoàn kết xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu. Đồng chí Lê Đức Anh sinh ngày 1 tháng 12 năm 1920 tại làng Trường Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đầu năm 1942, xuống đồn điền cao su Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, trực tiếp giác ngộ hàng trăm phu cao su, tuyển chọn và kết nạp được 4 người, thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên do đồng chí làm bí thư chi bộ. Ngày 23 tháng 8 năm 1945, đồng chí Lê Đức Anh đã lãnh đạo công nhân cao su và đồng bào dân tộc ở Hớn Quản và Bù Đốp khởi nghĩa thành công. Sau đó kéo quân về hợp điểm giành chính quyền ở tỉnh Lỵ đêm 24 rạng sáng ngày 25 tháng 8 năm 1945. Cuối năm 1948 thấy được tổ chất và khả năng tham mưu quân sự của đồng chí Lê Đức Anh, Sứ ủy Nam Kỳ điều đồng chí về làm tham mưu trưởng khu 7. Từ đây, đồng chí chuyển từ một cán bộ chính trị sang làm cán bộ quân sự. Chiến dịch Bến Cát đã diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 1 năm 1950 là một chiến dịch tiến công đầu tiên của lực lượng vũ trang Nam Bộ, làm thay đổi cục diện chiến trường. Cuối năm 1952, đầu năm 1953, đồng chí Lê Đức Anh vinh dự cùng đồng chí Lê Duẩn ra chiến khu Việt Bắc để báo cáo với Bác Hồ và Bộ Tổng Tư lệnh về kinh nghiệm chiến đấu. Sau khi tham dự lớp học chính trị do Trung ương tổ chức tại chiến khu Việt Bắc, đồng chí Lê Đức Anh lên đường trở về miền Nam, tiếp tục chiến đấu. Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng chí Lê Đức Anh công tác ở Bộ Tổng Tham mưu với cương vị Cục Phó Cục Tác chiến, Cục trưởng Cục Quân lực, rồi Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đầu năm 1969, đồng chí Lê Đức Anh được cấp trên giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 9. Năm 1971 đến năm 1972, lực lượng vũ trang quân khu 9 đã liên tiếp nổ súng tiến công, đẩy lùi quân địch vào sát thị xã, thị trấn, bước đầu đánh bại chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ. Ngày 16 tháng 4 năm 1974, đồng chí Lê Đức Anh được Chủ tịch nước ký quyết định phong quân hàm vượt cấp từ đại tá lên trung tướng. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đồng chí Lê Đức Anh đảm nhiệm phó tư lệnh chiến dịch kiêm tư lệnh cánh quân tiến công trên hướng Tây, Tây Nam đánh vào Sài Gòn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần làm nên chiến thắng oanh liệt của dân tộc. Khi tập đoàn phản động Pol Pot gây chiến tranh xâm lược toàn tuyến biên giới Tây Nam, đồng chí Lê Đức Anh được điều động về làm tư lệnh kiêm chính ủy quân khu 7, kiêm chỉ huy trưởng tiền phương Bộ Quốc phòng ở mặt trận Tây Nam. Với thành tích xuất sắc trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng với quân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng, tái thiết đất nước,
đồng chí Lê Đức Anh được thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng vào tháng 1 năm 1980 và lên đại tướng vào tháng 12 năm 1984. Ngày 7 tháng 12 năm 1986, đồng chí Lê Đức Anh nhận quyết định giữ chức Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đến ngày 16 tháng 2 năm 1987, Bộ Chính trị và Hội đồng Nhà nước đã quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Đức Anh làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 9 tháng 9 năm 1992, đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí Lê Đức Anh đã có nhiều công lao, cống hiến to lớn với nhiều dấu ấn nổi bật cả về đối nội và đối ngoại. Sáng ngày 1 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các sở ngành có liên quan. Tại hội nghị, Sở Nội vụ đã công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 5 sở ngành có thời hạn 5 năm, gồm có các đồng chí Phạm Ngọc Phương giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Bùi Quang Vinh giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, đồng chí Đèo Văn Thương giữ chức Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đồng chí Bùi Tiến Thanh giữ chức Giám đốc Sở Y tế và đồng chí Nguyễn Thanh Trì giữ chức vụ Tránh Thanh tra tỉnh Lai Châu. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm lần này. Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn trên cương vị mới các đồng chí được bổ nhiệm sẽ bắt tay ngay vào công việc, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng lực và trí tuệ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển. Sáng ngày 1 tháng 12, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 30 năm phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam, meeting hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống HIV/AIDS. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và lãnh đạo Bộ Y tế chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị tỉnh, lãnh đạo các sở ngành tỉnh dự hội nghị. Trải qua 30 năm ứng phó với đại dịch HIV/AIDS, Việt Nam đã triển khai toàn diện hiệu quả công tác phòng chống HIV/AIDS. Nước ta là nước thứ hai ban hành luật phòng chống HIV/AIDS và là một trong 4 quốc gia có chất lượng điều trị HIV/AIDS hàng đầu thế giới. Việc điều trị HIV/AIDS liên tục được mở rộng. Hiện tại toàn quốc có 446 cơ sở điều trị HIV/AIDS, 652 trạm y tế xã cấp phát thuốc ARV và các trại giam y tế tư nhân. Việt Nam có tốc độ giảm HIV/AIDS nhanh nhất trong khu vực, khống chế tỷ lệ HIV cộng đồng dưới 0,3%, tránh cho 0,5 triệu người nhiễm HIV và 200.000 người tử vong do AIDS. Số nhiễm HIV và mắc AIDS tử vong liên quan đến AIDS giảm 2/3 trong 15 năm qua. Tính đến năm 2020, ước Việt Nam có khoảng 230.000 người nhiễm HIV/AIDS, đứng thứ tư ở Đông Nam Á. Mỗi năm có khoảng 10.000 người dương tính với HIV. Với quyết tâm chính trị cao, Việt Nam quyết chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Tại Lai Châu, 126 ca nhiễm HIV được phát hiện vào năm 2005. Lũy tích đến tháng 10 năm 2020, số ca nhiễm được phát hiện là trên 3.000 ca. Toàn tỉnh có 103 trên 106 xã phường thị trấn, 8 trên 8 huyện thành phố có người nhiễm HIV. Tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng là 0,39%. 70% các đối tượng nhiễm HIV/AIDS có địa chỉ rõ ràng, được quản lý chặt chẽ trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, cần đẩy mạnh các hoạt động phòng chống HIV/AIDS để giảm số người nhiễm HIV và tử vong liên quan đến AIDS, chấm dứt dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030, giảm tối đa tác động của dịch AIDS đến sự phát triển kinh tế xã hội. Cấp ủy chính quyền địa phương cần lồng ghép nhiệm vụ phòng chống HIV/AIDS vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương, đồng thời huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 có công điện số 1852 về việc tăng cường giám sát và quản lý người nhập cảnh. Nội dung công điện như sau. Trước tình hình dịch COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, số trường hợp mắc liên tục gia tăng, nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất lớn. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia, điện và đề nghị các bộ, Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt một số nội dung công tác sau. 1. Tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, không được chủ quan lơ là, gắn với trách nhiệm người đứng đầu các địa phương đơn vị trong việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19. 2.
tổ chức giám sát chặt chẽ tại các khu vực biên giới đường bộ, đường biển, tại các khu vực cửa khẩu và rà soát các trường hợp đi về từ nước ngoài để phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, đề nghị xử lý nghiêm và yêu cầu thực hiện cách ly theo quy định. 3. Giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện cách ly tại các khu vực được chỉ định làm khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú, không để những người không có trách nhiệm vào các khu cách ly và yêu cầu người được cách ly thực hiện đúng các quy định, thường xuyên đeo khẩu trang và không được tiếp xúc gần với những người xung quanh để tránh lây lan. 4. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú, đánh giá và xử lý nghiêm các đơn vị cá nhân để xảy ra các sai phạm làm dịch COVID-19 xâm nhập và lây nhiễm trong cộng đồng. Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị các bộ, quốc phòng, công an, giao thông vận tải, ngoại giao và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Chuyển sang các nội dung khác. Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Thổ phối hợp với tổ chức Plan vùng Lai Châu tổ chức hội nghị tổng kết và giới thiệu sản phẩm dự án tăng cường khả năng độc lập và trao quyền kinh tế cho thanh niên, phụ nữ thông qua chuỗi giá trị bền vững. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo tỉnh đoàn, Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phong Thổ, đại diện Plan vùng Lai Châu và gần 80 đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ các xã thị trấn trên địa bàn. Dự án tăng cường khả năng độc lập và trao quyền kinh tế cho thanh niên phụ nữ thông qua chuỗi giá trị bền vững được triển khai từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020. Dự án có tổng ngân sách gần 5 tỷ đồng từ nguồn của Na Uy tài trợ thông qua tổ chức Plan. Dự án được triển khai tại 5 xã gồm Khổng Lào, Hoang Thèn, Nậm Xe, Bản Lang và Giào San. Đối tượng hưởng lợi chính sách của dự án là thanh niên, đặc biệt là nữ thanh niên có độ tuổi từ 16 đến 24 tuổi. Sau 2 năm thực hiện, các chỉ tiêu của dự án cơ bản đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Nam nữ thanh niên tham gia dự án đã tích cực tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế và nâng cao năng lực trong việc ra quyết định. Thành viên nhóm thực hành tiết kiệm thôn bản được nâng cao năng lực về kinh doanh, quảng bá sản phẩm, khả năng ra quyết định và tiếp cận với các dịch vụ tài chính. Dự án đã hỗ trợ phát triển các mô hình tập trung vào các sản phẩm tiêu biểu như gạo tẻ râu, chuối, chè cổ thụ và gà bản địa. Qua đó giúp nâng cao thu nhập, tạo sinh kế, cải thiện đời sống của người dân vùng dự án, nâng cao vai trò và quyền của phụ nữ trong cộng đồng. So với các địa phương trong khu vực Tây Bắc, cây cao su ở tỉnh Lai Châu sinh trưởng và phát triển tốt. Thực tế cho thấy cao su khá phù hợp trên đất dốc Lai Châu và bước đầu đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho đồng bào các dân tộc địa phương, góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều bản làng trong vùng trồng cao su. Hiện nay, cây cao su được trồng ở 31 xã thị trấn thuộc 5 huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ và Than Uyên với diện tích gần 13.000 ha, trong đó phần lớn diện tích được trồng trên đất rừng nghèo, đất nương bạc màu của người dân. Đến nay, các công ty đã đưa vào khai thác gần 7.000 ha, năng suất bình quân hơn 1 tấn một ha, với sản lượng mủ khô đạt khoảng 7.500 tấn một năm. Thì nhờ từ cây cao su đã có nhiều gia đình di cư xuống núi lập bản công nhân. Hiện nay, tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế là 83,33%, tăng 34,23% so với năm 2015. Đây là kết quả của việc triển khai thực hiện tiêu chí y tế mà nghị quyết số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn toàn tỉnh. Để đạt được kết quả trên, ngành y tế và các địa phương đã tích cực chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tiêu chí số 15 về y tế trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn 3 chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi và tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Trong đó tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách và cách thức thực hiện tới các đơn vị trong toàn ngành. Hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhằm đạt mục tiêu tỷ lệ các xã được công nhận đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã. Hướng dẫn giám sát việc thực hiện tiêu chí y tế trong Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, bản nông thôn mới kiểu mẫu, bản nông thôn mới các xã đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới. Thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá với tinh thần khẩn trương nghiêm túc.
Đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, Công an tỉnh đã hoàn thành bố trí 470 đồng chí công an chính quy tại 94 trên 94 xã trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo ít nhất 5 đồng chí trên một xã. Trong đó có 149 đồng chí làm trưởng, phó công an xã, có 321 đồng chí là công an viên. Việc bố trí lực lượng công an xã chính quy là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân. Lực lượng công an xã chính quy đã và đang khẳng định được vai trò tầm quan trọng của mình trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Thưa quý vị khán giả, phát triển đô thị thông minh đã và đang trở thành xu thế tất yếu, là một cuộc cách mạng về quản lý đô thị. Thành phố Lai Châu đã triển khai những bước đi ban đầu để phát triển đô thị thông minh. Đến nay, thành phố đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh, đồng thời tổ chức tập huấn các kỹ năng quản lý, vận hành trung tâm điều hành cho cán bộ công chức viên chức thành phố, với mục tiêu đưa trung tâm vào vận hành, thí điểm trong cuối năm 2020, phản ánh của phóng viên thời sự. Từ năm 2019, thành phố Lai Châu đã triển khai đề án xây dựng đô thị thông minh với 8 tính năng chính. Đến nay, đã hoàn thiện 6 tính năng. Để đưa trung tâm điều hành đô thị thông minh vào hoạt động, Viettel phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức lắp đặt 164 mắt camera tại 67 vị trí là các cửa ngõ ra vào thành phố, ngã ba, ngã tư và các điểm nóng về an ninh trật tự, môi trường đô thị. Trong đó, có 16 camera giao thông và 148 camera an ninh. Đồng thời tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật quản lý, vận hành trung tâm điều hành cho cán bộ công chức, viên chức thành phố. Qua cái lớp tập huấn thì tôi thấy rằng là cái hệ thống camera của trung tâm điều hành thì góp ích rất là nhiều cho cái công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố. Cụ thể như là hệ thống camera đặt ở những cái nơi trọng điểm phức tạp về cái tình hình an ninh trật tự thì sẽ được ghi nhận, rồi là công an thành phố sẽ dựa trên những cái thông tin đó để mà cái thứ nhất là phòng ngừa tội phạm, cái thứ hai nữa là có những cái giải pháp để điều tra, xử lý, truy xét nóng và bắt giữ cái đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Đô thị thông minh là mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để quản lý, nâng cao tiêu chuẩn cuộc sống đô thị, cải thiện chất lượng phục vụ của chính quyền thành phố với người dân và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, tạo ra các tiện ích cho người dân như là cung cấp các dịch vụ công một cách thuận tiện, đơn giản và hiệu quả đến từng người dân. Người dân có thể phản ánh mọi vấn đề bất cập của đô thị một cách kịp thời và giúp chính quyền đô thị tiếp nhận, giải quyết các bất cập nhanh chóng, chính xác và hiệu quả, cho phép người dân theo dõi kết quả xử lý phản ánh một cách công khai, minh bạch. Ngay từ đầu thì Viettel đã xác định là đối với thành phố thông minh ấy thì thông thường mà khi các bạn nghe đến thành phố thông minh thì người ta sẽ nhớ ngay đến những cái thành phố rất là lớn và với cái chi phí rất là cao. Đấy, tuy nhiên thì ở đây thì khi nhận được cái yêu cầu đấy của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố thì Viettel thì đã phải nghĩ ngay đến cái việc đó là phải may đo cho thành phố Lai Châu một cái giải pháp về thành phố thông minh để đảm bảo làm sao phù hợp nhất với tình hình thực tế tại thành phố cũng như là đảm bảo tiết kiệm về mặt chi phí và hiệu quả. Và đặc biệt là đối với thành phố Lai Châu thì là một thành phố rất là trẻ, về mặt cơ sở hạ tầng cũng đang được xây dựng. Thế nên là khi chúng ta đã triển khai thành phố thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin vào các cái lĩnh vực quản lý nhà nước thì Lai Châu là cái thành phố có điều kiện đồng bộ về mặt từ mặt hạ tầng đến mặt ứng dụng công nghệ thông tin để làm cho thành phố trong sạch hơn, thành phố an toàn hơn. Để đô thị thông minh chính thức đi vào hoạt động và mang lại hiệu quả tối ưu, thời gian tới thành phố sẽ tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn, tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư hỗ trợ kỹ thuật, đồng thời đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông minh trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị. Thưa quý vị, thưa các bạn, vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra tai nạn giao thông đường bộ, nhất là vào dịp cuối năm. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những tháng cuối năm, dịp giáp Tết, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Tân Uyên tăng cường kiểm tra các vi phạm về nồng độ cồn, tránh những vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Uống rượu bia rồi tham gia giao thông là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật giao thông, gây nguy hiểm cho bản thân và người cùng tham gia giao thông. Thời gian qua, mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh, của huyện đã tăng cường kiểm tra xử lý người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn,
Thế nhưng tình trạng lái xe sau khi uống rượu bia vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Vấn đề rượu bia thì tuyệt đối không bao giờ dùng khi tham gia giao thông rồi. Tuyệt đối rồi. Gần như là mình là người là phải luôn luôn lên xe là mình phải nghĩ là xung quanh mình có rất nhiều những cái phương tiện và người đi cùng với mình nó xảy ra cái gì nó khổ lắm. Theo lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Tân Uyên, thời gian qua trên địa bàn huyện số lượng người lái xe vi phạm nồng độ cồn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ vi phạm và bị xử lý do liên quan đến nồng độ cồn đã giảm xuống đáng kể. Từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát giao thông công an huyện đã xử lý 14 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn trong hơi thở, phạt tiền hơn 45 triệu đồng và tạm giữ 14 phương tiện. Từ khi Nghị định 100/2019 có hiệu lực, thì lực lượng cảnh sát giao thông đã tham mưu cho Ban an toàn giao thông huyện, lãnh đạo quận huyện xây dựng các chương trình kế hoạch, đặc biệt là tuyên truyền đối với cho những người tham gia giao thông và đặc biệt là vùng người dân vùng sâu vùng xa, vùng đi lại khó khăn để nhận thức về luật giao thông đường bộ, vì cái chế tài xử phạt theo cái nghị định mới là rất cao, cho nên là chúng tôi cũng phải đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền tới nhân dân để làm sao hiểu và làm sao chấp hành tốt cái luật giao thông đường bộ. Thực tế cho thấy việc sử dụng rượu bia vượt quá giới hạn cho phép khi lái xe phụ thuộc nhiều vào ý thức tự giác của mỗi người. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho những người tham gia giao thông cũng như chung tay xây dựng môi trường giao thông lành mạnh, mỗi người dân hãy thể hiện văn hóa giao thông trên đường. Thiết thực nhất là chấp hành nghiêm quy định pháp luật về an toàn giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, đi đúng làn đường, đặc biệt không lái xe khi đã say rượu. Đừng vì niềm vui trong phút chốc mà gây gánh nặng cho gia đình và xã hội. Thưa quý vị và các bạn, vào mùa đông hàng năm, rét đậm rét hại thường xảy ra trên diện rộng tại nhiều địa phương trong tỉnh, gây thiệt hại lớn đến chăn nuôi đại gia súc. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về gia súc do rét gây ra, huyện Mường Tè đang tích cực chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc trên địa bàn, đảm bảo an toàn. Những năm gần đây, chăn nuôi gia súc được coi là thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của huyện Mường Tè. Hiện toàn huyện có trên 32.000 con gia súc, trong đó đàn trâu trên 12.200 con, đàn bò gần 6.000 con, đàn lợn trên 20.000 con. Vào những ngày này, trên địa bàn huyện nhiệt độ đã bắt đầu xuống thấp về đêm, kèm theo sương muối vào sáng sớm. Dự báo trong thời gian tới có thể xuất hiện rét đậm, rét hại xảy ra, dẫn đến tình trạng các bãi cỏ, thảm thực vật, các loại thức ăn khác cho gia súc bị chết rét, gây ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi của địa phương. Trước thực trạng trên, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động các phương án đảm bảo an toàn cho đàn gia súc trên địa bàn. Tiêm phòng cũng như là triển khai xây dựng chuồng trại phòng chống rét, để cụ thể là đã thực hiện được 90 chuồng chăn nuôi tập trung và đồng thời là trồng được 12 hectare cỏ để dự trữ thức ăn cũng như là chuẩn bị cho cái công tác phòng chống rét cho đàn gia súc gia cầm. Và cũng đã phối hợp với ủy ban các xã tuyên truyền vận động nhân dân che chắn chuồng trại, thì hiện nay thì cũng đã cử cán bộ xuống trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn đến các xã về công tác phòng chống đói rét cũng như là che chắn chuồng trại, đảm bảo cho đàn gia súc gia cầm không bị thiệt hại. Bên cạnh đó, để công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc đạt hiệu quả cao trong mùa đông năm nay, các đơn vị chuyên môn của huyện tăng cường xuống cơ sở tuyên truyền, vận động người dân không thả rông gia súc trong rừng, chủ động dự trữ rơm rạ, làm thức ăn cho gia súc, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật cho nhân dân cách làm chuồng trại. Đối với những ngày nhiệt độ xuống thấp, cũng cần chỉ đạo bà con nông dân đưa gia súc về nơi an toàn, đảm bảo chăn nuôi có chuồng trại nhằm hạn chế đến mức tối đa thiệt hại về gia súc do rét đậm, rét hại gây ra. Nếu như rét nhiều quá thì che bạt rồi không thả rông, đi cắt cỏ xong cho nó an, chăm sóc cho nó cẩn thận. Theo dự báo của các đơn vị chức năng, mùa đông năm nay thời tiết diễn biến phức tạp, có thể xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp của người dân, đặc biệt là chăn nuôi đàn gia súc. Do đó bà con nông dân cũng cần phải chủ động các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc của gia đình, nhằm hạn chế đến mức tối đa thiệt hại về gia súc do rét gây ra.